liên quan đến Phật giáo và mạng xã hội cũng như những người nổi tiếng, đã xảy ra một sự kiện mà theo đánh giá của chúng tôi sẽ bùng nổ thành những xử lý và thông tin rất đáng quan trọng trong thời gian tới. Thưa các anh chị, đó là Giáo hội Phật giáo Quảng Bình đã có công văn đề nghị xử lý hai tài khoản mạng xã hội rất nổi tiếng, đó là tài khoản mạng xã hội Chu Mộng Long và tài khoản mạng xã hội Nguyễn Xuân Diện. Ngày 3 tháng 6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình do Hòa thượng Thích Tấn Nhiếp làm trưởng ban đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ và Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị xử lý hai tài khoản có hành vi xúc phạm Đức Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên mạng xã hội. Theo nội dung văn bản, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã nhận được phản ánh của các Phật tử về việc hai tài khoản mạng xã hội có tên là Nguyễn Xuân Diện và Chu Mộng Long đã sử dụng mạng xã hội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xúc phạm Đức Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tài khoản mạng xã hội có tên Nguyễn Xuân Diện đăng bài "Dân chẳng ra dân, xã chẳng ra xã, sư cũng chẳng ra sư", lợi dụng sự phê phán ban tổ chức lễ hội Kẻ Rị Kẻ Trà, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm Đức Phật. Ngày 22 tháng 5 năm 2024, tài khoản mạng xã hội có tên Chu Mộng Long đã đăng bài "Cần truy cứu trách nhiệm Ban Tôn giáo Chính phủ", lợi dụng sự phê phán của Ban Tôn giáo Chính phủ, lợi dụng sự phê phán Ban Tôn giáo Chính phủ để xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cụ thể trong bài có câu chỉ trích vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam càng vô nghĩa, bởi thành phần giáo hội lại do chính số đông giả tu bầu lên hoặc do các thế lực ma cử ra. Theo văn bản, các bài viết trên đã thể hiện sự xúc phạm nghiêm trọng, gây tổn thương sâu sắc đối với tăng ni Phật tử và những người yêu mến đạo Phật. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã lập biên bằng các bài viết trên để làm căn cứ pháp lý cung cấp cho các cơ quan chức năng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của hai tài khoản Facebook nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo vệ sự tôn kính đối với Đức Phật, uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giữ vững khối đoàn kết dân tộc. Thưa các chị, đó là ý kiến của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, một ý kiến và một đề nghị rất nghiêm trọng. Thế còn những người trong cuộc, tức là hai tác giả Nguyễn Xuân Diện và Chu Mộng Long như thế nào? Thưa các chị, rất đáng ngạc nhiên, chúng tôi vừa truy cập vào tài khoản Nguyễn Xuân Diện thì không tìm thấy, hoặc là tìm thấy tài khoản nhưng không có bài viết nào. Không biết là tác giả đã khóa tài khoản hay là để chế độ riêng tư hay là chế độ bạn bè, chúng tôi không biết. Trong khi chúng tôi là người theo dõi và cũng thường xuyên đọc bài của người này. Đây là một nhà nghiên cứu Hán Nôm rất nổi tiếng. Về tác giả Chu Mộng Long thì tác giả Chu Mộng Long có thái độ rất quyết liệt. Chu Mộng Long phản ứng như thế này: bài viết của tôi đầy trách nhiệm của một công dân và một thầy giáo dạy học theo đúng kim chỉ nam. Bài viết vạch ra tệ nạn mê tín dị đoan, lừa bịp chiếm đoạt tài sản công dân diễn ra trong giới tu sĩ và trong nhiều năm bị cộng đồng bức xúc từ âm ỉ đến thành làn sóng mạnh mẽ. Nhưng trên mạng dư luận chỉ trích không thấy trách nhiệm của Ban Tôn giáo Chính phủ, bài viết dựa trên nền tảng đối với tôn giáo tôn trọng tự do tín ngưỡng nhưng quyết liệt chống mê tín dị đoan, lừa bịp và lũng đoạn chính trị kinh tế. Cái gì trái với nguyên tắc trong hoạt động tuyên truyền giáo dục, người thầy có trách nhiệm ắt phải lên tiếng đấu tranh. Thưa anh chị, sau đó ông Chu Mộng Long đã dẫn chứng rất dài từng nội dung sai phạm mà theo ông là sai phạm của giáo hội và ban này ban kia. Tuy nhiên chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia và team của chúng tôi và sau đó chúng tôi quyết định không công bố phần đó, bởi lẽ nó không đảm bảo tính khách quan và nó mang tính công kích rất nặng nề. Chúng tôi công bố có khi chúng tôi lại mang tội, thưa các anh chị. Như vậy là, và ông Chu Mộng Long nói rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng.
Chúc anh chị, như chúng ta đã biết, cộng đồng và mạng xã hội cũng như báo chí cách mạng Việt Nam đã lên tiếng rất nhiều về hành vi thiếu chuẩn mực của một số tu sĩ, thể hiện qua các phát ngôn. Và sau đó thì Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bước đầu xử lý, như là đã xử lý trường hợp Đại Đức Thích Dụng Đức, kỷ luật là sám hối trước chư tăng và cấm thuyết giảng 1 năm dưới mọi hình thức. Và đồng thời Ban Tôn giáo Chính phủ cũng yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm rõ các phát ngôn thiếu chuẩn mực của Thượng tọa Thích Trân Quang. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có những buổi tập huấn, những chỉ đạo, những ngôn dụ để những tăng ni Phật tử phát biểu trên mạng xã hội và trên báo chí cũng như những kênh truyền thông riêng đúng chuẩn mực, đúng hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta đã thấy rằng một số nơi cũng đã có phản ánh quyết liệt lại với những tài khoản mạng xã hội, như là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã lập vi văn và ý kiến rất quyết liệt với 2 tài khoản mạng xã hội Nguyễn Xuân Diện và Chu Mộng Long. Và chúng tôi thấy rằng sự việc này nó không dừng lại ở các biện pháp hành chính đâu. Các anh chị chờ xem coi sắp tới diễn biến nó như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến các anh chị. Thưa các anh chị, chúng ta hoạt động trên mạng xã hội, dù chúng ta một comment, ý kiến bình luận, một cái like, hay là một dòng trạng thái status, hay là trên một kênh truyền thông nào đó, chúng ta đều phải hết sức cẩn trọng để tránh rắc rối khi vi phạm pháp luật. Và không phải vì chúng ta sợ tù tội hay xử phạt tiền hay danh dự, điều đó đương nhiên rồi, nhưng mà mỗi lời nói như một vết dao đâm, gánh nặng của câu chữ, có khi chỉ một comment chúng ta đã tàn phá một con người, một nhóm người hoặc một tổ chức nào đó. Do đó chúng ta phải hết sức thận trọng. Không biết ý kiến của tôi có đúng hay không, xin mời các anh chị có ý kiến về vấn đề này, và các anh chị tiên đoán xem tương lai của ông Chu Mộng Long và ông Nguyễn Xuân Diện như thế nào. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.